Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào các em, cô là Ly, giáo viên bộ môn sinh học. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chương thứ 7 của chương trình khoa học tự nhiên 6, đó là đa dạng thế giới sống. Và bài mà hôm nay chúng ta cần tìm hiểu đó là bài thứ 25, hệ thống phân loại sinh vật. Khi mà nhắc đến phân loại thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái gì ạ? Đến địa điểm nào mà khi mà chúng ta đến đó chúng ta sẽ nhìn thấy được rõ ràng nhất về cái sự phân loại? Có thể nhắc tới siêu thị đúng không ạ? Những cửa hàng tiện lợi như Circle K hay là ở Vinmart cộng đúng không? Rồi ngoài ra thì còn có hiệu sách nữa. Hiệu sách như hình trong sách giáo khoa minh họa của các bạn. Thì ở trong hiệu sách chúng ta thấy là người ta sẽ chia ra thành các khu vực cho chúng ta. Ví dụ như khu vực sách giáo khoa, sách tham khảo, hoặc là khu vực ở sách văn học phương Tây, ở văn học Việt Nam, hay là những cái khu ở dụng cụ học tập, đồ dùng học tập vân vân. Người ta phân loại một cách hết sức rõ ràng và điều đó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự tiện lợi nhất định khi mà chúng ta cần tìm một cái sách nào đó hoặc cần tìm một cái vật nào đó. Ví dụ ở đây chúng ta cần mua quyển sách giáo khoa toán lớp 6 chẳng hạn, toán lớp 8 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ đi luôn đến cái kệ sách này và lấy quyển sách giáo khoa toán lớp 8. Đó là cái sự tiện lợi khi mà chúng ta sắp xếp đồ vật một cách khoa học, hay là chúng ta phân loại nó ra một cách rõ ràng, thì khi mà chúng ta cần tìm cái gì đó thì sẽ tìm thấy một cách rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Đấy là đối với trong cửa hàng tiện lợi hay là đối với hiệu sách. Vậy thì đối với các cái loài sinh vật, rất nhiều loài sinh vật trong tự nhiên thì sao? Các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống đó như thế nào? Để mà tìm hiểu xem các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay. Đầu tiên khi mà chúng ta nói về sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. Thì khi mà chúng ta đến trường, trong cặp của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thứ khác nhau, ví dụ như sách giáo khoa này, vở bài tập này, rồi thì vở ghi, bút chì, bút mực, bút bi, bút xóa vân vân, rất nhiều loại đồ dùng khác nhau. Vậy thì có một cái hoạt động nho nhỏ cho các bạn. Ở đây thì người ta yêu cầu chúng ta là hãy sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào đặc điểm chung giữa chúng và việc phân loại đó thì giúp ích gì cho em. Vậy thì chúng ta trong ba lô hay là trong cặp sách của chúng ta sẽ có rất nhiều thứ, ví dụ như sách giáo khoa này, vở bài tập này, vở ghi này, rồi thì các dụng cụ học tập hay là bút tẩy, rồi thì bút xóa vân vân. Vậy thì cô sẽ cùng nhau sắp xếp cho các bạn được không ạ? Rồi đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi đúng không? Hay là yêu cầu trong sách giáo khoa? Câu hỏi 1. Sách giáo khoa trang 86. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có những cái gì nhỉ? Đầu tiên là chúng ta sẽ trả lời về các nhóm phân loại trước. Các nhóm phân loại. Chúng ta có cái gì ạ? Đầu tiên chúng ta có thể phân chia nhóm thứ nhất là sách giáo khoa. Giáo khoa. Thì nó đều là tài liệu học tập của chúng ta đúng không ạ? Bao gồm sách giáo khoa. Sách giáo khoa thì sẽ gồm sách giáo khoa của các môn. Tiếp theo, sách giáo khoa có thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có cái gì ạ? Chúng ta sẽ phải có vở bài tập đúng không ạ? Vở bài tập. Và ở đây thì tất nhiên là nó sẽ gồm có vở
Bài tập các môn. Tiếp theo còn cái gì nữa ạ? Chúng ta có sách giáo khoa, có vở bài tập, chúng ta phải có vở ghi chép đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có vở ghi này. Thì sẽ bao gồm vở ghi chép các môn. Ngoài ra còn gì nữa? Chúng ta chắc chắn là sẽ phải có bút để ghi chép vào cái vở đó. Vậy thì chúng ta sẽ có các loại bút đúng không ạ? Bút. Thì ở đây cái nhóm bút này thì chúng ta có thể có bút bi này, bút bi này, bút chì này, có thể có bút mực. Bút mực. Rồi thì bút xóa vân vân, đúng không ạ? Đó, đó là một số loại bút mà chúng ta có thể có ở trong cặp sách. Vậy thì cái việc phân loại nó, việc phân loại các cái đồ dùng học tập và sách giáo khoa, các loại sách mà chúng ta mang đi học đấy có tác dụng gì ạ? Khi mà chúng ta cất tất cả các loại bút vào trong một bút này, vở ghi, ví dụ vở ghi chép khi mà cô đi học thì cô sẽ xếp vở ghi chép vào cuối cùng, sau đó thì đến vở bài tập, rồi đầu tiên sẽ là sách giáo khoa. Vậy thì khi mà chúng ta sắp xếp như thế thì sẽ có lợi gì ạ? Khi mà chúng ta sắp xếp như thế thì chúng ta sẽ tìm kiếm sách vở của chúng ta hay là đồ dùng học tập của chúng ta một cách dễ dàng và tiện lợi nhất, tiết kiệm thời gian nhất khi mà muốn tìm kiếm một cái thứ gì đó, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời đó là việc phân loại này sẽ giúp em tìm kiếm được đồ vật muốn dùng một cách nhanh nhất. Đúng chưa ạ? Rồi. Đó, đó là đáp án của câu hỏi thứ nhất trong sách giáo khoa trang 86. Vậy thì cái việc mà tiết kiệm thời gian hay là tìm kiếm được cái đồ dùng, cái đồ vật mà chúng ta muốn dùng cách nhanh nhất, nó cũng là mục đích chung của việc sắp xếp các cái vật sống hay sinh vật sống. Vậy thì tương tự như đáp án của câu hỏi thứ nhất trong sách giáo khoa, thì việc phân loại các cái đối tượng sinh vật có những đặc điểm chung giống nhau sẽ giúp cho việc tìm kiếm hay là xác định vị trí của cái loài sinh vật trong thế giới sống được nhanh nhất và một cách dễ dàng nhất. Ngoài ra, khi mà chúng ta phân loại được tất cả các loài sinh vật thì chúng ta sẽ thấy được là sự giống nhau giữa các nhóm. Và chúng ta hiểu biết được cái nguyên nhân của cái sự giống nhau đó và tìm thấy được cái mối quan hệ giữa các nhóm sinh vật với nhau. Có ví dụ như chúng ta thấy các loài cây, cây xanh như là cây bàng này, cây xà cừ này vân vân, nó được xếp vào nhóm thực vật. Còn các con vật như chó, mèo vân vân được xếp vào nhóm động vật. Tại sao người ta lại xếp như thế? Bởi vì chúng sẽ có những cái điểm chung nhất định giống nhau. Và khi mà chúng ta chỉ vào ví dụ như cây bàng này, chúng ta cây bàng thuộc nhóm thực vật. Đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái nhóm phân loại của cái sinh vật đó một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất. Đó là tác dụng của việc phân loại thế giới sống hay là sự cần thiết của việc phải phân loại thế giới sống. Nếu như không có cái sự phân loại này thì khi mà chúng ta chỉ vào con chó chẳng hạn thì chúng ta chẳng biết là nó thuộc cái lớp nào, thuộc cái ngành nào, đúng không ạ?
và sẽ rất khó để mà phân biệt hay nhận biết những cái loài sinh vật khác nhau. Vậy nên đấy chính là cái sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống. Chúng ta có thể gạch nhanh vào trong sách giáo khoa về ý nghĩa của sự phân loại thế giới sống, đó là cái đoạn thứ hai của sách giáo khoa này, được chưa? Đó. Đoạn thứ hai của sách giáo khoa này. Đó. Rồi, khi mà chúng ta đã xác định được cái sự cần thiết của phân loại thế giới sống rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu đến cái hệ thống phân loại sinh vật, được chưa? Hệ thống phân loại sinh vật. Thì chúng ta thấy là trong cái giới, trong cái trái đất của chúng ta đi, trên trái đất của chúng ta thì tồn tại rất nhiều những cái loài sinh vật khác nhau. Vậy thì người ta dựa vào đâu để mà người ta có thể phân chia hay là người ta có thể lập ra một cái hệ thống phân loại sinh vật, và những cái hệ thống phân loại sinh vật đó thì nó sẽ bao gồm những cái loài sinh vật nào, được phân chia ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào phần hai La Mã là hệ thống phân loại sinh vật. Chúng ta thấy là trên trái đất của chúng ta thì có rất nhiều những cái loài sinh vật khác nhau. Ví dụ như ở trong sách giáo khoa thì người ta lấy cho chúng ta một số những cái ví dụ về các loài khác nhau. Ở đây thì chúng ta có con mực này. Ở đây là cây hoa súng, đây là con ngao hoặc là con nghêu. Đây là đậu đúng không ạ? Còn ở đây là một con nai. Rồi. Thì tất cả những cái loài này chắc chắn là tất cả những cái loài mà cô đã lấy ví dụ hay là trong sách giáo khoa đã lấy ví dụ cho các bạn thì nó sẽ không cùng chung một loài đâu, mà nó sẽ khác nhau. Có thể là sẽ khác nhau về ngành chẳng hạn. Ví dụ như ở đây con mực này là ngành động vật không xương sống này, con nai là ngành động vật có xương sống này. Đó. Đã khác nhau ở đó rồi, đúng không? Rồi, kể cả con mực và con ngao ở đây là hai con cùng thuộc ngành động vật không xương sống, nhưng nó lại thuộc các cái lớp khác nhau, bộ khác nhau hoặc họ khác nhau, đúng không ạ? Nó sẽ không giống nhau hoàn toàn. Vậy thì dựa vào những cái đặc điểm của từng nhóm sinh vật thì các nhà khoa học đã phân chia các cái loài sinh vật này ra thành các cái đơn vị phân loại khác nhau. Lớn nhất sẽ là giới, tiếp theo thì sẽ là ngành, lớp, bộ, họ, chi hoặc là giống, rồi cuối cùng là loài. Ví dụ cho các bạn về giới được không ạ? Giới ở đây thì chúng ta sẽ có năm giới, được chưa? Năm giới nó sẽ bao gồm giới động vật, thực vật, nấm, nguyên sinh vật và giới khởi sinh. Tiếp theo giới thì cái bậc phân loại thấp hơn nó sẽ là ngành, sau đó là lớp, rồi bộ, đến họ, chi hoặc là giống, rồi cuối cùng đến loài. Ở đây thì để lấy cho các bạn một ví dụ thì chúng ta sẽ cùng phân tích tiếp về hình B. Ở đây thì người ta đã ví dụ cho các bạn về vị trí phân loại của loài sư tử trong các đơn vị phân loại. Như chúng ta đã thấy ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái loại tên của con sư tử ở đây. Chúng ta thấy là sư tử thì gọi theo tiếng Việt của chúng ta này. Tiếp theo vẫn còn một cái tên gì nữa ở đây? Đó, tiếng Anh. Vậy thì cái tên ở trong ngoặc này là gì? Thật ra thì đó là tên khoa học của cái loài sinh vật đó. Bình thường thì một loài sinh vật nó sẽ có hai cái gọi tên. Người ta sẽ có hai cái gọi tên, đó là tên địa phương và tên khoa học. Tên địa phương là tên mà chúng ta thường gọi, ví dụ như là ở trong hình này, chúng ta gọi con này là con ong mật. Nhưng nó lại có tên khoa học là Apis Cineraria. Ví dụ ở đây chúng ta có loài ong mật, nhưng loài ong mật này là tiếng địa phương để chúng ta gọi cái loài động vật này. Còn tên khoa học của nó ở đây sẽ gọi là Apis cerana, được chưa? Rồi,
Đó là ví dụ về tên. Tiếp theo, như cô đã trình bày cho các bạn thì bậc phân loại cao nhất đó chính là giới. Vậy thì ở phần trước cô đã lỡ nói qua cho các bạn đó chính là chúng ta có hệ thống phân loại 5 giới. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu kỹ xem ở đây người ta sẽ chia ra các giới như thế nào và đặc điểm chung của các giới này được không ạ? Ở đây thì chúng ta có hệ thống phân loại 5 giới. Như cô đã trình bày cho các bạn thì 5 giới của chúng ta ở đây sẽ có giới động vật, giới nấm, giới thực vật, giới nguyên sinh và cuối cùng là giới khởi sinh. Vậy thì khi mà chia ra thành 5 giới này thì các nhà khoa học cũng đã tìm ra cho chúng ta các cái đặc điểm chung của từng giới. Ví dụ như ở giới thực vật thì chúng ta có các cái cơ thể đa bào, nhân thực, có khả năng tự dưỡng. Ở giới nấm thì chúng ta có các cơ thể đơn bào hoặc đa bào, nhân thực, sống dị dưỡng. Ở giới động vật thì chúng ta có các cơ thể đa bào, nhân thực, sống dị dưỡng. Đối với giới nguyên sinh thì đặc điểm chung đó là phần lớn cơ thể đơn bào, nhân thực. Còn giới khởi sinh thì chúng ta có đặc điểm là các cơ thể đơn bào và nhân sơ. Chúng ta phải nhớ lại những cái định nghĩa nhân thực hay nhân sơ, đơn bào, cơ thể đơn bào hay đa bào ở những bài học lần trước, đừng quên nhé. Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào đúng không ạ? Còn cơ thể đa bào thì được cấu tạo từ nhiều tế bào. Nhân thực là gì? Nhân thực là nhân có màng bao bọc. Nhân sơ là gì? Nhân sơ là cái tế bào mà có nhân chưa có màng bao bọc, người ta gọi là vùng nhân, được chưa? Rồi. Vậy thì ở đây người ta có một câu hỏi nhỏ cho các bạn, đó là quan sát hình 25.4, đây chính là cái hình này, và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào. Thì cái phần này cô đã trình bày cho các bạn lần này đến là lần thứ mấy rồi ạ? Cô đã trình bày cho các bạn lần này là lần thứ 5 rồi đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng viết, đó là sinh vật thì được chia thành 5 giới: giới động vật, giới nấm, giới thực vật, giới nguyên sinh và giới khởi sinh, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết đáp án của câu hỏi này được không? Rồi, chúng ta cùng trả lời câu hỏi. Câu hỏi thứ mấy nhỉ? Câu hỏi thứ 2 đúng không? Câu hỏi 2, sách giáo khoa trang bao nhiêu ạ? Trang 88 nhá. Rồi, thì chúng ta biết là sinh vật sẽ được chia thành 5 giới. Được chia thành 5 giới. Chúng ta sẽ kể từ thấp đến cao nhé. Đầu tiên, giới đơn giản nhất là giới khởi sinh. Tiếp theo, cao cấp hơn một chút đó là giới nguyên sinh. Cao cấp hơn một chút nữa đó là giới nấm. Gần như là đã hoàn thiện. Đó là giới thực vật. Có cấu tạo hoàn thiện và linh hoạt nhất đó là giới động vật. Được chưa ạ? Rồi, các bạn nhớ cho cô là sinh vật thì nó sẽ được chia làm 5 giới, bao gồm giới đơn giản nhất đó là khởi sinh, tiếp theo là giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta có một cái hoạt động nho nhỏ ở đây. Các bạn quan sát,
và sách giáo khoa trang 89. Ở đây thì người ta có một cái hoạt động nho nhỏ cho các bạn, đó là các loài trong hình 25.5 thuộc giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Em hãy sắp xếp các loài trong hình vào các giới cho phù hợp, nêu lý do vì sao em lại sắp xếp như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta cùng quan sát này. Ở đây chúng ta có hình A là cây gì đây ạ? Chúng ta có cây xoài đúng không? Rồi. Cây xoài. Tiếp theo là nấm. Tiếp đến ở đây là cái gì ạ? Đây là rêu nhá. Tiếp đến hình D chúng ta có con bò sữa. Hình E chúng ta có con thạch sùng. Hình G chúng ta có con báo đốm đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta biết là cây xoài chắc chắn là thực vật này, rêu cũng là thực vật, nấm ở đây thì chắc chắn thuộc dưới nấm rồi, còn bò sữa này, thạch sùng này và báo đốm thì nó thuộc dưới gì ạ? Thuộc dưới động vật đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đã có thể sắp xếp được, đó là ở đây là hoạt động. Chúng ta sẽ cùng giải câu hỏi này nhé. Phần hoạt động sách giáo khoa trang 89. Thì chúng ta có cái cách sắp xếp của chúng ta. Đầu tiên là cách sắp xếp này. Hình A của chúng ta là cây xoài. Chúng ta sắp xếp theo giới nhé. Đầu tiên là giới nấm. Giới nấm thì chúng ta có hình B là giới nấm đúng không ạ? Hình B. Giới thực vật thì sao? Giới thực vật. Chúng ta có hình A và hình C. Còn giới động vật. Chúng ta có hình D, hình E và hình G đúng không ạ? Rồi. Sắp xếp như thế rồi, vậy thì người ta hỏi là tại sao em lại sắp xếp như thế? Chúng ta sẽ sắp xếp như vậy bởi vì sao ạ? Chúng ta thấy có hình A và hình C thuộc giới thực vật vì đó là các sinh vật tự dưỡng. Chúng có khả năng quang hợp và không có khả năng di chuyển, đúng không ạ? Hình B chúng ta xếp nó vào giới nấm thì vì sao? Cái loài sinh vật này cũng không có khả năng di chuyển. Tuy nhiên, nấm là một sinh vật sống ngoại sinh. Đó, tự dưỡng. Chúng sống ngoại sinh. Vậy nên là nó sẽ không thuộc giới thực vật, được chưa? Mà chúng ta nhìn thế này chúng ta biết là nó đa bào. Rồi. Tiếp theo, ở đây chúng ta thấy là tất cả ba giới nấm này, ở giới thực vật và giới động vật ở đây thì đều là động vật, đều là các sinh vật đa bào. Nấm thì có một số loài là đơn bào. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ có thể quan sát nấm bên bào dưới kính hiển vi thôi. Rồi. Thì quay lại cái câu hỏi của chúng ta hay là hoạt động của chúng ta. Thì ở đây chúng ta có hình D, hình E, hình G là các cái sinh vật thuộc giới động vật. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng là các cái sinh vật có khả năng di chuyển. Cấu tạo cơ thể thì nhân thực đa bào này. Rồi thì vì không có diệp lục nên không có khả năng tự dưỡng mà phải sống dị dưỡng, đúng không ạ? Đó là cái lý do mà chúng ta xếp cái khe để chúng ta phân loại được những cái sinh vật và các nhóm khác nhau. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giải các thắc mắc của câu hỏi này, được chưa? Rồi chúng ta sẽ có cách xếp loại như vậy. Chúng ta sẽ sắp xếp như vậy vì
Đầu tiên, hình A và C. Là các cái sinh vật tự dưỡng. Có khả năng quang hợp. Nhưng mà lại không có khả năng di chuyển. Nhưng không có khả năng di chuyển. Về phần đơn bào hay đa bào thì thật ra thì bằng mắt thường chúng ta thì khá là khó để phân biệt. Chúng ta cứ mặc định là sinh vật đơn bào thì nhỏ bé, không thể quan sát bằng mắt thường được. Tuy nhiên thì có một số các loài sinh vật đơn bào mà chúng ta vẫn có thể quan sát được bằng mắt thường. Ví dụ như tảo bong bóng thì nó sẽ có kích thước khoảng bằng nắm tay của chúng ta. Đó, chúng ta vẫn có thể quan sát bằng mắt thường. Cũng có những cái loại sinh vật nhân thực đa bào nhưng mà khá là nhỏ bé. Chúng ta mà không để ý thì chúng ta cũng không thể quan sát được, ví dụ như con kiến chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đứng và đang đi đường, đang chạy bộ chẳng hạn thì chúng ta sẽ khó mà nhìn thấy con kiến bé xíu ở dưới đất, đúng không ạ? Con kiến thì chúng ta khi mà chúng ta lặng yên và quan sát thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó. Còn nếu mà khi mà chúng ta đang vội một cái gì đó thì chúng ta sẽ không thể quan sát được con kiến, đúng không? Rồi, hình B. Hình B thì chúng ta biết là được xếp vào nhóm nấm bởi vì nó là các cái sinh vật sống dị dưỡng ngoại sinh. Chúng ta sẽ có hai phương thức sống chính, đó là sống tự dưỡng, có nghĩa là tự tổng hợp được những cái chất hữu cơ để nuôi sống bản thân, hay là sống dị dưỡng, đó là chúng ta phải lấy thức ăn từ các sinh vật khác, nguồn thức ăn khác để mà nuôi sống bản thân. Ngoài ra thì còn có một kiểu dinh dưỡng nữa, một phương thức dinh dưỡng nữa, đó là ký sinh, có nghĩa là sống ký sinh vào một loại vật chủ, được chưa? Ví dụ như là con ve chẳng hạn, con ve chó nhé, không phải là con ve trên mùa hè chúng ta hay bắt được mà nó kêu thành một bản giao hưởng mùa hè đâu, được chưa? Rồi thì nấm ở đây thì sống dị dưỡng ngoại sinh, và nó sống dị dưỡng thì chưa đủ, tại vì động vật cũng sống dị dưỡng, nhưng mà nó không có khả năng di chuyển và không có khả năng di chuyển. Rồi, đó là nhóm nấm. Tiếp theo, về hình D, hình E và hình G là các cái sinh vật làm sao? Các sinh vật sống dị dưỡng. Và có khả năng di chuyển. Đó. Đó chính là nội dung của cái phần hoạt động này của chúng ta. Phần hoạt động này thì cũng đã là phần củng cố cho các bạn về kiến thức đã học ở phần 3. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã được học những cái gì? Thì hôm nay chúng ta đã được học về việc phân loại
Phân loại là gì? Phân loại là sự sắp xếp các đối tượng phân loại có những đặc điểm chung vào từng nhóm theo một thứ tự nhất định. Và theo hệ thống phân loại thì theo hệ thống phân loại hiện nay thì chúng ta có 5 giới sinh vật. Đó là giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới nấm, giới thực vật và giới động vật. Và các cái giới này lại được chia ra thành các cái đơn vị phân loại nhỏ hơn. Và ở đây thì người ta chia từ lớn đến nhỏ, đó là từ giới là lớn nhất này, sau đó đến ngành, lớp, bộ, họ, chi hoặc giống, được chưa? Chi này thì sẽ dùng với động vật, còn giống này sẽ dùng với thực vật, và cuối cùng nhỏ nhất là loài, được chưa? Đó. Vậy thì sau khi mà chúng ta học xong bài này thì chúng ta đã có thể dựa vào đặc điểm của các loài sinh vật khác nhau để mà xếp chúng vào những cái giới sinh vật khác nhau rồi. Nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta thì kết thúc ở đây. Các bạn nhớ là đọc kỹ lại nội dung mà chúng ta đã được học hôm nay và hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa và trong vở bài tập. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Khóa học viên sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.